Đấy. Thì với một cái tốt, thế trận có tốt có lập ấy, thì chúng ta phải biết nắm được kế hoạch chiến lược của cả hai bên. Đấy. Thì với một cái tốt có lập này thì cái tư tưởng chiến lược của bên trắng đó là gì? Thì bên trắng thì có ba cái kế hoạch tư tưởng chính, mà cái kế hoạch quan trọng nhất của bên trắng đó là đột phá. Đột phá có nghĩa là bên trắng tìm cách làm sao mà đột phá được yếu tố đấy, thì có nghĩa là thành công. Đấy là một cái tư tưởng. Tư tưởng thứ hai, một cái kế hoạch thứ hai của bên trắng đó là chiếm cái cột C để tấn công ở trên cái cột C. Và cái kế hoạch thứ ba đối với bên có tốc độ lập đó là tấn công bên cánh vua. Khi mà tấn công cánh vua thì phải có một cái vị trí rất là quan trọng, đó là vị trí quân mã, phải ở vị trí OE5. Thì như vậy là trong ba cái kế hoạch này chúng ta lựa chọn thì cái kế hoạch mà tấn công cánh vua là không có, đúng không? Bởi vì là không có được cái quân mã đứng ở đây để tấn công cánh vua, thì cái kế hoạch không ổn. Còn cái môn này là có thể lựa chọn một trong hai cái kế hoạch thứ nhất là con xe ra cột xe và tấn công quân chiếm chưa? Và cái kế hoạch mà quan trọng nhất đối với bên có tốt có lập đó là đột phá. Đây là một trong kế hoạch hiệu quả nhất. Cầm giữ để bảo vệ. À, nếu như mà trắng mà không thực hiện được một trong kế hoạch này thì coi có nghĩa là bên trắng là luôn luôn là suy yếu, và càng về ngọn tàn thì bên trắng